chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomart. Mã TV 65 inch của thương hiệu Samsung, dòng TV QLED với model 65Q60B đang được đánh giá là dòng TV được nhiều khách hàng lựa chọn nhất tại siêu thị điện máy Ecomart. Và đây sẽ là dòng TV đang có giá rất là tốt. Đặc biệt hơn là nhà bác nào mà đã dùng cái dòng Q60B này, các bác có thể thấy là nó phù hợp với mọi nhu cầu, từ hình thức này, từ kích thước này, cho tới các tính năng. Siêu thị điện máy Ecomart thì về siêu nhiều Q60B để phục vụ cả nhà mình luôn. Vậy dòng TV này đang có giá tốt như thế nào và tại sao lại được nhiều người mua như vậy? Thì hôm nay em sẽ review chi tiết cũng như đánh giá sản phẩm cho các bác nhà mình tham khảo nhé. Thì bây giờ mời các bác cùng vào trong siêu thị điện máy Ecomart để có thể là tham khảo và trải nghiệm các sản phẩm. Ecomart thì có rất là nhiều kho hàng, đây là chỉ là một kho nhỏ thôi. Còn kho ở trên kia còn hàng trăm chiếc 65Q60B nữa. Cho nên là các bác yên tâm, thứ nhất là Ecomart hàng chính hãng, thứ hai là giá cả cực kỳ là hợp lý các bác nhà mình nhé. Bây giờ sẽ mời các bác cùng vào trong siêu thị ạ. Mã TV 65Q60B thì tại siêu thị điện máy Ecomart đã trưng bày ngay trên kệ để các bác nhà mình có thể tham khảo. Các bác có thể qua trực tiếp điện máy Ecomart với địa chỉ là km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Bác nào mà chưa ấn vào nút follow kênh của điện máy Ecomart, các bác hãy ấn ngay vào nút follow kênh hay còn gọi là đăng ký kênh đó, để cập nhật những cái thông tin khuyến mại mới nhất cũng như là cập nhật về các chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt cho sản phẩm, cập nhật về giá hay là hướng dẫn sử dụng hay là cách khắc phục một số lỗi của sản phẩm mà các bác có thể tự khắc phục tại nhà được. Bây giờ sẽ quay trở lại với mã 65Q60B nhé. Với kích thước là 65 inch thì các bác có thể để ở phòng có diện tích chỗ ngồi khoảng 3m là các bác để cực kỳ là phù hợp và rất là đẹp. Và nói chung là với cái kích thước 65 inch này thì nó sẽ đa dạng cho các bác các kích thước phòng, cực kỳ là đa dạng luôn. Và hơn nữa, với dòng TV của Samsung, đây sẽ là dòng TV có cái màu sắc cực kỳ là tươi sáng và cực kỳ là rực rỡ các bác nhà mình nhá. Khi các bác trải nghiệm dòng TV Samsung, các bác sẽ thấy là TV rất là đẹp, rất là nét. Hơn nữa, với dòng này nó lại là dòng màn hình chấm lượng tử nữa, cho nên là cái sản phẩm này màu sắc của nó rất là sáng và nó sẽ có điểm nhấn cho không gian phòng của các bác. Về thiết kế của dòng này, các bác có thể thấy là sẽ thiết kế tràn full màn ba cạnh, thiết kế Gear Slim là thiết kế cực kỳ mới của Samsung. Dòng TV Q60B này thì đây sẽ là model ra mắt vào năm 2022, sản xuất liên tục cho tới nay các bác nhà mình nhé, sản xuất liên tục cho tới nay. Và hàng của Ecomart thì đều sẽ là hàng date mới nhất ạ, đều sẽ là hàng date mới nhất nha các bác nha. Hơn nữa, với dòng Q60B này, chân của nó sẽ là chân chữ L ở vị trí trung tâm. Đây sẽ là tạo điểm nhấn cho các bác khi để trên kệ. Các bác để trên kệ hay là các bác treo tường mẫu này đều cực kỳ là đẹp luôn. Về công nghệ hình ảnh thì dòng này nó sẽ có cái công nghệ, thứ nhất là có công nghệ quantum dot. Nó sẽ tái hiện 100% cái giải màu chân thực cho các bác. Nhờ vậy mà cái hình ảnh của các bác khi xem nó sẽ sắc nét hơn, nó sẽ đẹp hơn. Thêm vào đó là công nghệ quantum HDR nữa. Thì với công nghệ quantum HDR nó sẽ phân tích cho các bác giữa điểm tối và điểm sáng. Thì khi mà các bác xem, vùng đen nó sẽ có chiều sâu và vùng sáng nó sẽ sáng hơn rất là nhiều, để các bác có những cái trải nghiệm cực kỳ là tuyệt vời, có những cái khoảnh khắc rực rỡ nhất, chân thực nhất khi trải nghiệm TV 65Q60B. Song song với đó thì các bác có thể xem hai màn hình cùng một lúc. Đặc biệt hơn là với dòng này, ở cái bộ xử lý hình ảnh của nó thì sẽ là bộ xử lý Cotro 4K rồi. Thì các bác, tất cả những hình ảnh đầu vào của các bác dù thế nào nó cũng đều nâng cấp lên chuẩn cho các bác 4K luôn. Hệ điều hành của dòng này thì sẽ là hệ điều hành TizenOS rồi. TizenOS 2022 sẽ tích hợp cho các bác các ứng dụng, các bác có thể nhìn thấy các bác sẽ có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời trên sản phẩm. Đặc biệt hơn là các bác có thể tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Với sản phẩm này thì công suất loa sẽ đạt cho các bác là công suất loa 20W. Công nghệ kết hợp giữa công nghệ OTS UI là các bác hình ảnh sẽ khớp với chuyển động cho các bác, để các bác có những cái âm thanh tín hiệu, thứ nhất là rất là tốt, thứ hai là khớp với hình ảnh thì nó sẽ rất là hay và các bác sẽ có những cái trải nghiệm âm thanh cực kỳ là tuyệt vời. Về dòng Q60B này thì điều khiển của dòng này sẽ là dòng điều khiển ánh sáng nhé. Các bác sẽ không cần phải thay pin mà các bác sẽ là dòng điều khiển khi hết pin, các bác có thể sạc trực tiếp giữa ánh sáng của mặt trời hoặc là sạc trực tiếp ánh sáng TV hay là bóng đèn, tương đối là tiện lợi. Các bác cũng có thể trình chiếu được từ điện thoại này, từ laptop lên trên TV rất là tiện luôn.
Và với dòng 65Q60B này thì đây là một cái sản phẩm rất là phù hợp cho gia đình. Và giá hiện tại của mẫu này Ecomart đang bán cho các bác chỉ hơn 14 triệu một chút xíu rồi. Hơn 14 triệu một chút xíu là các bác đã sở hữu ngay cho mình một chiếc 65Q60B rồi. Nói chung là để đánh giá cái mẫu TV này thì các bác có thể thấy, thứ nhất, đây là dòng TV có màn hình chất lượng tương đối là ổn định. Thứ hai là giá cả đang rất là tốt và nó phù hợp với mọi nhu cầu của các bác luôn. Đáp ứng mọi nhu cầu cho các bác xem mà có, thứ nhất là muốn xem hình ảnh rực rỡ, thứ hai là có giá tốt, thứ ba là thiết kế đẹp, thì các bác lựa chọn mẫu này là rất phù hợp nhé. Còn bác nào mà có diện tích phòng nhỏ hơn, các bác có thể tham khảo sang dòng 55. Thì 55Q60B để Ecomart cũng có rất là sẵn nhiều hàng để phục vụ nhà mình. 55Q60B thì bên em đang bán cho các bác là 11 triệu 900 nhé. 11 triệu 900 là các bác đã sở hữu ngay cho mình một mã TV 55Q60B rồi. Thế các bác cần tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm, các bác có thể để lại bình luận cho điện máy Ecomart hoặc các bác gọi điện trực tiếp với hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586 để bên em hỗ trợ tư vấn nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.